Hoài Linh xuất hiện gầy gò giữa tâm bão 14 tỷ tiền từ thiện. Kể từ khi lên tiếng chia sẻ về khoản tiền gần 14 tỷ đồng, Hoài Linh vẫn giữ trạng thái im lặng. Mới đây, nam danh hài đã xuất hiện trong một đoạn clip của ca sĩ Hà Thanh Xuân. Nữ ca sĩ gây chú ý khi đăng tải đoạn video thăm nhà thờ tổ của Hoài Linh. Mặc dù chưa xác định được thời gian chính xác quay video, thế nhưng hình ảnh bên trong nhà thờ tổ cũng như Hoài Linh xuất hiện đang nhận được nhiều chú ý. Trong đoạn clip 3 phút, nữ ca sĩ thắp nhang khấn tổ, đồng thời ghi lại quang cảnh bên trong và khuôn viên của nơi này. Sau khi hoàn thành bước khấn tổ, ca sĩ Hà Thanh Xuân còn đến bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài để thắp hương, chào đàn anh. Thắp hương xong một vòng, Thanh Xuân ra vườn thì bắt gặp nghệ sĩ Hoài Linh đang ngồi nhổ cỏ, dọn dẹp. Dù trong nhà thờ tổ có người làm, nhưng nam danh hài vẫn xắn tay áo vào làm việc. Thời gian này nhà tổ khá yên ắng, không có khách ra vào. Thế nhưng Hoài Linh cùng mọi người khác vẫn chăm chút mọi thứ. Hình ảnh Hoài Linh xuất hiện ở vườn và đang dọn dẹp cỏ. Trong hình ảnh có thể thấy rằng Hoài Linh vẫn ăn vận giản dị. Nam danh hài đeo khẩu trang để đảm bảo việc phòng dịch. Hoài Linh để lộ vóc dáng tiều tụy, gầy gò trong đoạn video khiến nhiều người lo lắng. Một số ý kiến cho rằng có vẻ ồn ào liên quan tới chuyện từ thiện đã ảnh hưởng không ít tới Hoài Linh. Lần gần nhất Hoài Linh xuất hiện trước khán giả là trong video giải thích về tin đồn biển thủ số tiền quyên góp 13,7 tỷ đồng. Trong clip, nam danh hài ăn diện chỉn chu, song vẫn không giấu khỏi dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Trong video gửi về các cơ quan truyền thông, nam nghệ sĩ cho biết số tiền quyên góp từ thiện hơn 14 tỷ đồng vẫn nằm trong tài khoản. Anh giải thích thêm, vì tình hình dịch bệnh nên đã nhiều lần rời lịch trình từ thiện. Bên cạnh đó, Hoài Linh hứa sẽ hoàn thành việc trao tiền cho bà con vùng lũ trong thời gian tới. Trong các ngày qua, từ 29 tháng 5 đến 1 tháng 6, chỉ trong vòng 4 ngày, đại diện với nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm về nhiều địa phương trao tiền, trao quà tận tay cho bà con. Tính đến hiện tại, nam nghệ sĩ đã trao tổng cộng 4,57 tỷ đồng cho bà con trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương ở 4 nơi gồm tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh hưởng không ít từ vụ ồn ào qua, Hoài Linh được cho là sẽ vắng mặt một thời gian rất dài mới có thể quay trở lại làng giải trí. Sáng ngày 1 tháng 6, phía Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Cảnh Ngưu đã xác nhận đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đã tới thăm hỏi vào chiều 31 tháng 5 cũng như trao quà cho bà con ở đây. Đại diện đoàn từ thiện cũng tới xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và trao tặng 320 triệu đồng cho bà con. Phía đoàn cũng hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho đoàn thanh niên và dân quân xã Phong Xuân. Trong khi đó, phía Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận về việc địa phương này đã nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng từ đại diện Hoài Linh.